Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 959 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm Tập 958 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Yên, bạn Thư Nguyễn và bạn Loan Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính mắt bạn và chồng của bạn đã chứng kiến nhìn thấy xảy ra bên nhà chồng của bạn. Và một chuyện là xảy ra với người cậu ruột của bạn các bạn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là khi mà bạn lấy chồng thì bạn về bên gia đình chồng của bạn sinh sống mẹ chồng của bạn bị bệnh và sau đó là nhập viện nhưng mà bạn thì không có nói rằng là mẹ chồng của bạn nằm ở bệnh viện nào bệnh viện ở đâu bạn chỉ nói rằng là mẹ chồng của bạn bệnh rất là nặng thành ra là khi mà vào trong bệnh viện thì bác sĩ cho mẹ chồng của bạn nằm trong cái phòng mà dành cho bệnh nhân nặng các bạn mà cái phòng này thì cái người người thân đi nuôi á là không có được vào như là các phòng bệnh bình thường mà người thân á là chỉ đợi bên ngoài mẹ thì nằm ở trong thí dụ như bác sĩ người ta có cần cái gì á thì người ta mới gọi người thân lúc đó thì người thân chỉ vào được một chút xíu mà thôi các bạn thì khi mà nằm tại đây á là trong hai ngày đầu hoàn toàn bình thường nhưng mà bạn kể rằng do là cái hành lang cái chỗ mà cái phòng chờ của phòng bệnh nặng này á là cái hành lan lang nó rất là hẹp nó chật dữ lắm cho nên nó là buổi tối hai vợ chồng của bạn á là mới xuống sân bệnh viện để mà ngồi ghế đá ngồi hóng mát và nói chuyện thí dụ như bác sĩ mà có cần á thì bác sĩ kêu một cái thì chạy lên thôi thì trong hai ngày đầu là hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả cho tới cái ngày thứ ba đó thì mẹ chồng của bạn bị bệnh nặng hơn Thành ra là ba chồng của bạn á, là hôm đó cũng có lên Thì khi mà ba chồng lên á, là ba chồng vẫn ngồi ở ngoài hành lang Rồi á, là mẹ chồng thì nằm ở trong ha Còn riêng hai bạn á, thì xuống sân ngồi tiếp Lúc đó đó là đã khuya rồi Tầm khoảng 11 giờ rồi các bạn hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vậy đó Thì cái sân bệnh viện lúc này cũng vắng người, ít người qua lại trong cái lúc mà đang nói chuyện thì tự nhiên bạn để ý bạn thấy có người mà cái người này là mình nhìn á thì mình biết là phụ nữ mà cái người này ban đầu á là bạn thấy thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là người ta đi qua đi lại trong sân thôi trong sân bệnh viện có người là chuyện bình thường nhưng mà một hồi sau bạn để ý bạn thấy rằng cái người này rất là lạ là cái bà này á bả đi rất là chậm các bạn bả đi chậm thiệt là chậm luôn thí dụ như hai chồng ngồi ghế đá gần đây đi bả thì bà đứng đằng đây. Bà đang đi từ 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 lại. Thí dụ như nếu là cái người bình thường của mình á là mình đi bình thường thì mình đi tầm khoảng chừng 10 bước chân là sẽ đi ngang qua hai bạn rồi. Nhưng đằng này cái bà này bả đi chậm một cách lạ kỳ. Bả đi chậm dữ lắm. Cho nên đó là bạn mới thấy rằng là Ủa sao cái bà này bả đi chậm dữ vậy? Thì bạn có kêu chồng bạn, bạn nói rằng á anh ơi anh anh thấy cái bà kia hôn thì chồng của bạn cũng nhìn thấy nha thì bạn mới nói rằng đó là sao bà này ngộ ngộ bả đi gì mà chậm dữ lắm anh nãy giờ đó là sao thấy đi thiệt là chậm luôn chứ người bình thường làm gì đi chậm dữ vậy thì chồng của bạn mới nói rằng đó là trời kệ người ta để ý làm gì cho nên nó là bạn cũng không để ý nữa Nhưng mà cái bà này á là cứ khiến Làm cho bạn cứ nhiều chuyện Để mà để ý bà các bạn Bạn cứ quay bạn dòm bà hoài Mà thấy cứ đợi hoài đợi hoài Không thấy bà đi ngang Bà đi rất chậm lạ vậy đó Nhưng mà ngộ cái rằng á là cái khoảng cách của bạn với lại cái khoảng cách mà của bả đó nó rất là gần nhau mà bả đi chậm mình không nói đi đằng này nó gần như vậy nhưng mà bạn vẫn không thấy rõ được bả bả cứ mờ 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 sao lạ dữ lắm cho nên nó là bạn lại nói chồng bạn tiếp anh anh sao cái bà đó kỳ quá anh nhìn kỳ không có giống như người bình thường thì chồng của bạn lại la bạn cái nữa nói rằng nó là ui kệ người ta đi em để ý làm gì đừng suy nghĩ lung tung cho nên nó là bạn cũng không để ý nữa nhưng mà thiệt tình là cái bà này cứ khiến cho bạn để ý bảo hoài thì sau một hồi lâu sau á ha cái lúc mà đi gần tới bạn rồi á chỉ cách khoảng hai ba bước chân nữa thôi thì bả hả là đi nhanh qua một cái mà kỳ này bả lại nhanh một cách kỳ lạ nhanh như một cơn gió các bạn đi nhanh khiến cho bạn và chồng của bạn á là không thể nào thấy rõ được bả luôn bả đi nhanh đến nỗi vậy đó sẹt qua một cái vậy thì khi mà bả đi nhanh qua là còn thấy tóc của bả phất ba vậy đó mà nó sẹt ra rất là nhanh thì lúc đó là bạn thấy lạ nó trời nãy giờ á thì đi chậm rì à mà sao bây giờ á tự nhiên đi sẹt một cái gì nhanh dữ vậy trời thì bạn thấy lạ lắm chưa có kịp nói gì cho chồng bạn nghe hết thì khi mà bà đi ngang qua một khúc khoảng chừng năm sáu bước chân rồi á thì lúc đó đó là bà mới quay lại một cái lúc này bà lại đi chậm lại nha các bạn và kỳ này bà quay lại một cái mà bà nhìn hai vợ chồng của bạn nha mà hai vợ chồng của bạn đều thấy chứ không phải một mình bạn thấy đâu hai vợ chồng bạn thấy rằng á là cái bà này nhìn kinh dị lắm tóc của bà thì dài ha mà cái lúc mà bà xây cái mặt lại bà nhìn hai người á thì cái mặt của bả đó ta nói nó xanh lè xanh lét các bạn xanh thiệt là xanh như quỷ vậy đó hai con mắt á thì đen thui mà hai cái răng của bả bả có răng nanh các bạn răng nanh dài một quặp xuống vậy nè và cái lúc mà bả quay lại bả nhìn hai chồng của bạn bà, bà mới nói vậy nè mày biết không hai đứa bay biết không mẹ chồng của mẹ tụi bay á sắp chết rồi đó bả nói vậy đó mẹ tụi bay sắp chết rồi đó mẹ của bay bị tao bắt nè theo tao nè <laughs> mẹ tụi bay á là bị tao bắt nè theo tao nè mà vừa nói vừa cười mà cái giọng của bà bạn nói rằng chợ không thể nào tưởng tượng được nó vang vọng mà nó nghe kinh dị thấy ghê dữ lắm thấy ghê dữ lắm xong cái bà nói vậy đó bà cứ liên tục bà nói bà lặp đi lặp lại cái câu nói đó bà nói rằng á là mẹ của tụi bay hả hả là sắp chết rồi bị tao bắt nè sắp theo tao rồi nè <laughs> cứ nói vậy xong cái mất tiêu các bạn trời ơi lúc đó khỏi phải nói hai vợ chồng bạn á là tá quả tam tinh khi mà bà này biến mất tiêu rồi á là hai chồng bạn quản hồn hai đứa dắt tay nhau chạy lên để mà kiếm ba chồng của bạn thì khi mà chạy lên thấy ba chồng của bạn ngồi hai đứa hớt ha hớt hải sợ hãi quá mới kể lại cho ba chồng của bạn nghe chưa có kịp kể hết cái câu chuyện nữa Thì bác sĩ mới bước ra Bác sĩ nói rằng là mẹ chồng của bạn không có qua khỏi Đã tử vong rồi Cho nên nó là kêu gia đình á là bây giờ đi làm thủ tục Để mà đem xác mẹ chồng của bạn về mai táng Thì lúc đó là ba chồng của bạn mới nói với hệ hai đứa Rằng là hai đứa con vô mặc đồ cho mẹ đi Thay đồ đàng hoàng cho mẹ Còn ba đó thì đi làm thủ tục để mà đem xác mẹ bay về thì khi mà đẹp về á là cũng lu bu đám tang cho nên nó là cũng quên bẵng cái chuyện đó đi không có nhớ cái chuyện đó các bạn không có nhớ cái chuyện kinh dị đó cho tới khi mà xong xuôi chôn có xong xuôi hết rồi tới cái ngày mà thất một tuần á là cúng xong ha thì tối hôm đó ba chồng của bạn ngủ ba chồng của bạn nằm mơ ba chồng thấy mẹ chồng của bạn về mà khóc quá trời luôn nói ông ơi ông sao mà hả ông không vô ông rước tôi về chợ tôi ở đây á tôi đói tôi lạnh dữ lắm ông ơi ông không vô ông rước tôi về đi ông ơi ông ơi cứu tôi thì lúc đó là ba chồng của bạn khi mà nhìn thấy xong rồi giật mình dậy chợ sợ với đổ mồ hôi nhiều lắm cho nên nó là ba chồng cũng thức trần trọc cho tới sáng cho tới sáng hôm sau á là mới kể lại cho mọi người nghe thì mọi người mới nói rằng có thể là do mẹ chồng của bạn á mất ở trong bệnh viện cho nên nó là cái hồn bây giờ ở trong bệnh viện không có về được thì mình mua đồ cúng để mà mình vô trong bệnh viện mình cúng để mà ớt hồn á là mẹ chồng của bạn về nhà thì lúc đó là gia đình cũng có đi mua đồ cúng rồi đem vô bệnh viện cúng xong rồi cũng khấn vái rằng là đi về nhà vậy ha thì tưởng là xong rồi nhưng mà cho tới tối hôm đó đó là ba chồng của bạn ngủ đã nhìn thấy mẹ chồng nữa mà lúc này mẹ chồng khóc rất là thảm thiết nha nói rằng là ông ơi ông ông ơi tôi về không được tôi về không được ông ơi người ta bắt tôi người ta không có cho tôi về bây giờ tôi về không được tôi đói tôi lạnh lắm ông ơi ông cứu tôi đi ông cứu tôi đi thì lúc đó đó là ba chồng của bạn lại giật mình dậy nữa sợ hãi trời ơi mình đã cúng rồi mà bà cũng không về được là sao cho nên đó là sáng ngày hôm sau thì ba chồng lại tiếp tục á kể lại cho mọi người trong nhà nghe thì lúc đó là cũng có dì út mà em của mẹ chồng của bạn á là dì út mới nói rằng á là chắc là do bị hả là quỷ bắt thì lúc đó là hai chồng bạn cũng kể là cái chuyện mà hai đứa thấy ở sân bệnh viện thấy cái bà đó vậy thì mọi người hả là mới quan mang cả lên cho nên nó là mọi người có đi xem thầy thì khi mà đến xem cái ông thầy này á ông nói rằng là do mẹ chồng của bạn bị một con quỷ ở trong bệnh viện bắt cho nên nó là bây giờ là không thể nào mà về được hết. tự gia đình cúng là không có biết cách cúng á, thành ra là con quỷ đó nó không có thả, nó không có cho về. thì ông thầy kêu rằng đó là, là gia đình cứ về đi. ổng kêu mua trái cây gì trái cây gì, mua giấy tiền sao á là theo cái lời của ông dặn là gia đình của bạn đi mua xong rồi á là ổng đã cùng gia đình của bạn lên trên bệnh viện thì ổng cúng, ổng cúng á thì mẹ chồng của bạn về bình thường về được các bạn và cũng cho ba chồng của bạn thấy rằng là mẹ đã về nhà rồi thì từ đó về sau là cũng không có chuyện gì nữa đây là câu chuyện khiến cho bạn rất là sợ và rất là ám ảnh khi mà nhìn thấy cái bà đó thấy cái gương mặt của bà đó rất là kinh dị các bạn khiến cho bạn sợ dữ lắm đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là câu chuyện thứ hai chuyện này á là do cậu của bạn bị nạn bạn kể rằng á là cậu của bạn qua bên rạch giá để mà đi làm hồ á là cậu làm á xây dựng cái chung cư gì đó thì à, lúc mà xây tới cái tầng 11 rồi Thì cái ngày hôm đó không biết làm sao á Là ngay chỗ cái tầng 4 cậu lên Thì cậu thấy rằng á, là trên tầng 4 này Có rất là nhiều rác các bạn Nhiều dữ lắm Cho nên nó là cậu mới gom lại thành một đống Và cậu đã đốt Mà Thi cũng không hiểu làm sao Mà cậu lại đốt ở trên tầng 4 đó Lỡ có chuyện gì gây cháy nhà sao Mình không biết Nhưng mà bạn này kể như vậy là cậu của bạn á đã gom nguyên một cái đống rác lại rồi bắt đầu đốt và trong cái lúc đốt á thì lửa nó bốc lớn nó cháy lớn quá nó bén vô trong cái người của cậu á thì cậu mới né mà không hiểu làm sao cậu né làm sao á mà cậu đã rớt xuống từ ở trên tầng 4 á các bạn mà rớt xuống đất luôn. Thì khi mà rớt xuống đất á là cái đầu của cậu bị bể, máu chảy tùm lum hết thì mọi người có đưa cậu đi cấp cứu. Đi vô á thì bác sĩ mai ở trên đầu cậu á là rất là nhiều mũi các bạn. Và sau đó hả là cậu cũng nằm bệnh viện ha, xong rồi á là bác sĩ cũng cho về. Nhưng mà từ đó về sau á thì cậu cứ là giống như cái người không có được bình thường, cứ nhớ nhớ quên quên lúc á thì nhớ, nhưng lúc á thì quên hết trơn, mọi người quên hết tất cả mọi người luôn. Rồi cứ ngồi nói nhảm một mình vậy đó thì ban đầu gia đình cứ nghĩ rằng á là do cậu của bạn bị té, cho nên nó là bị ảnh hưởng thần kinh mà thôi. Nhưng mà càng lúc á là cái hiện tượng kỳ lạ, cậu cứ làm những cái điều kỳ lạ, cho nên nó là gia đình mới nghi ngờ về vấn đề tâm linh thành ra là gia đình của bạn có đi xem thầy thì khi mà vô xem thầy á thì thầy nói rằng á là do cậu của bạn tự nhiên khi không mà gom rác cái chỗ đó là có vong nhiều á các bạn tự nhiên gom rác rồi đốt á thì người ta giận người ta đã xô cậu của bạn té từ ở trên lầu 4 té xuống nhưng mà may mắn cho cậu rằng á là cậu có một cái người mà cái người này á là thanh niên nha các bạn theo độ cậu khi mà cậu té vậy thì cái người này đỡ cái người này đỡ cho nên đó là cậu của bạn không có bị mất mạng chứ thật ra là người ta muốn xô cậu á là để cho cậu té chết mà các bạn nghĩ đi từ trên tầng 4 mà cái người bình thường mình rớt xuống là coi như như bịch muối bể ra tùm lum đúng không còn lần này cậu của bạn chỉ bị bể đầu thôi Ngoài ra tay chân không bị sao cả Là do thầy nói rằng Cái vong đó đã đỡ cho cậu Thành ra là cậu đã thoát chết như vậy Thì sau đó là thầy nói rằng Bây giờ mình phải là mua đồ Để mà mình lại cái chỗ đó đó Ngay chỗ cái tầng đó đó Mình cúng, mình xin lỗi người ta Thì mới mai ra là cậu của bạn Mới bình thường trở lại Mới hồi phục trở lại Thì lúc đó là gia đình cũng mua đồ lại đó khấn vái cúng ha cúng rồi cũng xin lỗi nói rằng là do là thấy rác cho nên không biết thành ra là mới đốt như vậy thì thay vì mình phải gom rác mình đem mình bỏ tự nhiên cậu này đốt lên một đống lửa vậy đó thành ra là người ta mới tức lên người ta xô thì gia đình cũng xin lỗi rất là nhiều thì sau khi cúng xong á là cậu của bạn mới đỡ dần dần đỡ dần dần nhưng mà sau này á là nói chung là lâu lâu cậu cũng á, là giống như là cái người mất hồn chứ không phải như hoàn toàn như hồi xưa hoàn toàn bình thường như hồi xưa các bạn lâu lâu cậu cũng giống như là cái người bệnh vậy đó cứ lúc nhớ lúc quên nhưng mà không có như là hồi cái lúc mà chưa cúng đỡ hơn hồi cái lúc mà chưa cúng các bạn thì đây là hai câu chuyện á là do một bạn nữ ở kiên giang đã gửi về cho kênh chúng ta thì đã kể xong rồi tập hai tập đầu tiên của ngày hôm nay Tiếp theo á, là câu chuyện thứ ba Chuyện này á, là do một bạn nữ kể lại Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp các bạn Và hiện tại bây giờ thì bạn đã lên trên Bình Dương để mà đi làm rồi thì bạn lên Bình Dương cũng 7 năm chuyện này thì xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng nhiều năm trước hiện tại thì bạn đã hai mấy tuổi câu chuyện này xảy ra là vào lúc mà bạn chừng 10 11 tuổi mà thôi nhưng mà có điều là bạn chứng kiến tận mắt luôn bạn kể rằng trong xóm của bạn hồi đó ở dưới đồng tháp đó nha là cách hai ba căn nhà có một cái bà Bà này á, là bà rất là thân với lại mẹ của bạn Hay qua bên nhà của bạn để mà tám chuyện dữ lắm Bà này có chồng và hai người con trai Mà chồng của bà đó rất là nát rượu Các bạn coi như là cứ uống rượu nhậu nhẹt hoài à Mứ, Bà cứ mỗi lần xỉnh vô là sẽ đánh bà Với lại đánh con cái rất là nhiều Cứ như vậy đó Thì cho tới một hôm Cái hôm đó thì Ông này ổng xỉnh xong cái bắt đầu ổng ngủ, ổng ngủ cái tới sáng là không có thấy ổng ra cho nên gia đình cũng vô kêu bả vô kêu thì thấy ổng đã mất rồi là ổng ngủ xong cái ổng đi luôn đó các bạn thì khi mà ổng mất á là cũng làm đám tan chôn cất bình thường không có vấn đề gì hết ha sau đó là khoảng hơn một năm sau thì cái bà này á là bả tái giá bả gặp một người đàn ông khác và lấy cái người đó cũng đem về nhà đó ở thì cũng bình thường khoảng mấy tháng sau á là có một hôm cái bà này bả ngồi ở cái dạt ở trước nhà các bạn lúc đó là tầm khoảng 4 giờ chiều mà bà đang ngồi khi mà mọi người xung quanh người ta đi ngang thấy bà ngồi đó cũng nói chuyện cười với người ta xong rồi hồi sau cái tự nhiên bà khóc bà la lên mà bà la um sùm hết cho nên những người trong xóm người ta nghe cái tiếng bả la như vậy thành ra là người ta mới chạy qua coi rằng coi có cái chuyện gì lúc đó là cái ông chồng sau này là chưa có đi làm về nha thì lúc mà người ta chạy qua người ta coi thì bả đang ngồi mà bả khóc bả la bả làm hoàng hoại thấy ghê lắm nhưng mà không có đặt đồ gì cả chỉ ngồi ở trên cái vẹt đó rồi khóc la quằn hoại, kỳ cục lắm thành ra là người trong xóm mới nghĩ rằng á là ủa sao cái mẹ này bị gì vậy mới hỏi bả rằng á là có chuyện gì vậy mày mày làm cái gì vậy làm cái gì mà khóc la vậy có gì từ từ nói có chuyện gì nhưng mà không nói các bạn không nói chỉ khóc thôi chỉ khóc thôi thì những người trong xóm á là thấy vậy mới nghi, mới nghi rằng cái bà này chắc là bị vong nhập rồi. Ở dưới quê mà người ta tin mấy chuyện đó lắm. Cho nên người ta mới hỏi thì khi mà hỏi á thì bà này bả mới nín khóc, bả mới nói rằng á là tôi á à, tôi là chồng trước của nó nè, chồng trước đã chết của nó nè thì mọi người á là mới ừ mày hả mày hả sao vậy sao tự nhiên hôm nay về rồi nhập vô nó rồi làm gì khóc la mày quất ức cái chuyện gì mày quất ức cái chuyện gì vậy à, có chuyện gì không nói đi rồi có gì tụi tao nói lại với vợ mày rồi giúp mày cho thì cái bà này bả vừa khóc bả vừa nói bả nói rằng á là hả đói dữ lắm đói dữ lắm bây giờ cho uống rượu với lại cho ăn bông thì cái bông á các bạn bông á bông mà mình để mình chân rồi đó thì cho uống rượu cho ăn bông đi thì mọi người cũng chạy đi mua rượu mua bông đưa cho ổng nha mà bạn nói rằng cái lúc đó bạn chứng kiến luôn uống uống ực 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 rượu xong rồi ăn bông á y như là mình mà mình ăn cơm vậy đó cứ uống rượu xong ăn bông ăn cho hết sạch bông hết uống sạch rượu hết nhưng mà vẫn không có chịu ra không có chịu ra mà cứ ngồi khóc tức tử tức tử vậy đó thì mọi người mới hỏi rằng có chuyện gì mày cứ nói đi hay là vợ của mày làm gì mà mày buồn thì ổng lắc đầu ổng lắc đầu cái mọi người mới hỏi rằng hay là do là nó lấy chồng khác rồi nó đem về đây cho nên mày tức tối thôi để tụi tao nói với nó là à, để chồng nó đi đi đuổi cái thằng chồng mới đi nha nha thì ổng cũng lắc đầu ổng mới nói rằng là thôi đừng có đuổi hả là chồng mới của nó đi đừng có đuổi chồng mới của nó đi để hả là ở với nó đi để mà lo lắng cho nó nữa chứ đuổi đi rồi ai lo lắng cho nó ý là ai lo lắng cho cái bà này thì lúc đó đó là mọi người nói vậy thì thôi mày ra đi chứ mày ở trong người nó hoài sao được tội nghiệp nó lắm mày ra đi chứ mày đừng có ở đó nhưng mà ông này cũng không chịu ra cuối cùng á là mọi người có chạy đi kêu một cái ông thầy ông thầy này tới thì bạn nói là bạn thấy ổng cầm một cái roi giống như là cái cây roi da các bạn ổng cầm cái roi ổng tới ổng tính rằng là nếu mà nói không ra là ổng sẽ đánh để cho xuất ra đó nhưng khi vô ổng nói vài câu thì cuối cùng vong của ông đó đã chịu xuất ra các bạn thì sau khi xuất ra là bà này ngất xỉu rồi tới khi tỉnh dậy là bà không có biết gì hết thì đó là chuyện do bạn chứng kiến khi mà bạn còn nhỏ ở dưới quê dưới đồng tháp quê của bạn thì đó là chuyện thứ ba của ngày hôm nay Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ Bạn nữ này á, là quê ở Trà Vinh Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho Thi một cái câu chuyện Để Thi kể lại cho mọi người nghe Chuyện này á, là về malaysia bạn kể rằng là bạn làm công ty thì bạn có làm chung với lại là một chị cái chị này rất là thân với bạn thì trong một lần ngồi nghỉ trưa Thì chị này kể cho bạn nghe cái câu chuyện mà do chồng của chị đã nhìn thấy Là nhà của chị này ở chỗ cầu ngang ở Trà Vinh đó các bạn Nhà của chị là gần với chùa Khơ Ma mà cái khu vực nhà chị ở là khu vực đó cũng vắng dữ lắm Cây cối rất là nhiều Mà xa xa thì mới có một căn nhà bạn nói rằng đó là cái khu của chị ở nếu mà mình đi ban ngày mình còn ớn chứ đừng nói đi ban đêm thì chị kể rằng á là do chị ở đó cũng quen rồi có một lần đó là tối chị mắc toilet cho nên nó là chị đi thì trong cái lúc chị đi á chồng của chị á là cũng mắc thành ra là chồng của chị cũng nói ờ à, anh đi nữa thì hai người mới đi mà nhà chị thì cái toilet thì nó nằm ở phía sau cách nhà đi một cái khoảng sân mới ra tới mà ra phía sau là cũng có nhiều cây tre dữ lắm các bạn thì lúc mà hai vợ chồng đi ra thì chị này vô nhà tắm để mà đi toilet còn chồng của chị thì không có vô nhà tắm mà chồng của chị lại thẳng ngay chỗ bụi tre để mà đi luôn thì trong cái lúc mà chồng của chị đi á là chồng của chị cũng dòm giáo giác vậy nè thì khi mà dòm chồng của chị có nhìn thấy một cái ánh sáng mà cái ánh sáng này giống như là cái ánh sáng đơm đớm á các bạn nó phát ra nhưng mà cái này nó to hơn cái con đơm đớn thì nó nhỏ còn cái này á là nó to hơn thì chồng của chị thắc mắc dữ lắm đi xong rồi nhưng mà không có hả là quay vô mà chồng của chị cố gắng đứng để mà nhìn coi cái đó là cái gì mà nó phát sáng ra như vậy mà nó to như vậy con đơm đớn gì mà bự mà to dữ vậy thì chồng của chị cứ đứng dòm dòm thì khi mà dòm kỹ hơn á là chồng của chị hú hồn là tại vì chồng chị thấy đó là một cái đầu cái đầu và trên cái đầu là có tóc nha các bạn tóc mà tóc cỡ khoảng qua da chút xíu chứ không có dài tóc hả là ngang ngang da vậy nè mà cái đầu này ha là còn nói cái cần cổ và ở dưới là có nguyên cái chùm ruột luôn ruột gan phèo phổi gì từ lưa hết đang bay đang bay là đà là đà vậy đó trời ơi lúc mà chồng chị nhìn thấy là quảng hồn Lúc đó là chị cũng vừa ra luôn, thành ra là chồng của chị cũng nắm tay chị kéo vô nhà luôn kéo nhà luôn nhưng mà ban đầu á là chồng của chị không có kể cho chị nghe xong rồi mấy ngày sau trong một lần đi toilet á thì chồng của chị lại tiếp tục nhìn thấy nữa sau mấy lần luôn là chồng của chị mới kể mới kể là anh thấy vậy 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 đó mà chị nói rằng đó là cái người mà ma lai đó đó là hai vợ chồng chị biết luôn là cái bà đó cái ban ngày bả là người bình thường các bạn ban ngày bả là người bình thường bà ban đêm á là bả rút cái đầu ra bả đi giống như đi kiếm ăn vậy đó thì chị nói rằng cái bà đó nhà của bả là ở trong một cái chỗ rất là sâu mà cái chỗ đó là có một mình nhà bả thôi coi như là xung quanh là hiu quạnh điều hiu dữ lắm mà bà này chỉ sống có một mình thôi Người dân khu đó người ta biết bà này là ma lai luôn Nhưng mà người ta cũng không có làm gì bả Và bả cũng không có làm gì người ta Mà bả giống như là bả bà im im ít nói dữ lắm ít giao du với lại người khác dữ lắm các bạn cứ là lẳng lặng hả là ở trong cái nhà đó rồi tối là ra kiếm ăn như vậy thì mọi người cũng nhìn bả bình thường thôi chứ cũng không có kỳ thị gì thì chồng của chị nói rằng á là cái đó là một cái loại bùa ngải gì đó mà xuất phát từ ở bên thái lan hay là bên campuchia bà này bả luyện cái ngải đó cho nên bả thành ma lai thì cái chuyện này là chị này kể cho bạn nghe là như vậy thì trong cái lúc mà hai chị em đang ngồi kể cho nhau nghe thì có một cái người khác cũng ở trong công ty của bạn luôn khi mà nghe thì nghe ké đó các bạn cho nên người này cũng đến để mà góp vui một cái câu chuyện chị đó thì kể rằng là cái người chị của chị đó đó là chị trong gia đình của chị đó luôn là lấy chồng mà chồng của cái người chị đó là người campuchia cho nên nó là khi mà lấy xong á là qua bên campuchia theo chồng sinh sống ở bên bản chứ không có ở bên đây thì chị đó kể rằng á là khi mà qua đó là do lạ nước là cái các bạn ở bên nhà chồng á thì có mẹ chồng nè rồi chị chồng và có hả là à, nói chung là bốn người mẹ chồng chị chồng với lại chồng chị đó là chị đó nữa là bốn người tổng cộng ha thì khi mà mới qua Ở cũng bình thường Không có gì hết Và cũng không có nghe ai nói gì cả Cứ tưởng là bình thường Mà nhà chồng của chị này Cũng giống như bên Việt Nam mình á Là cái toilet nó không có nằm ở trong nhà Mà nó nằm ở cặp bên mé hông nhà Thí dụ như nếu mà mình muốn đi toilet Là mình phải mở cái cửa sau ra Xong rồi đó là mình đi vòng qua Để mà hả Là mình phải đi vòng một cái khúc đất Rồi qua cái toilet đó thì chị kể rằng đó là khi mà lấy chồng qua vài ngày thì bình thường, không có gì xảy ra hết nhưng mà có một đêm, đêm đó là chị đang ngủ. Cho nên rồi khi mà ngủ cái mắt toilet đó các bạn thì thành ra là chị này á là thức dậy để đi toilet. Thì lúc đó là chồng của chị vẫn còn ngủ nha Cái lúc mà chị dậy chị nhìn đồng hồ cũng mới có 12 giờ thôi Mọi người đã đi ngủ hết rồi Thì chị cũng đi không có nở kêu chồng vậy Mặc dầu sợ lắm Nhưng mà cũng không nở kêu cũng ráng đi nha thì cái lúc mà đi xong rồi á vừa bước ra đang tính đó là dòng vô nhà cái tự nhiên thấy có một cái đầu một cái đầu mà là mã lai đó các bạn thấy cái đầu có tóc rồi có nguyên một chùm ruột mà bay từ ở trong nhà bay ra từ ở trong nhà chồng á là bay từ trong nhà chồng bay ra khỏi cái cửa sau rồi bay đi mất tiêu luôn trời ơi chị này khi mà thấy cảnh tượng đó chị này rất là sợ cho nên đó là chị này đã té xỉu xuống té xỉu nằm cho hả là tiếng mấy hai tiếng sau chồng của chị đang ngủ giật mình thức dậy nhìn qua không thấy vợ của mình đâu cho nên đó là có dậy để mà đi kiếm vợ thì khi mà đi kiếm đi ra phía sau thì thấy vợ đang nằm sống xoại dưới đất Cho nên cái anh này đã ảnh vợ vô phòng Lúc đó còn khuya chưa có sáng các bạn Thì Đúng ảnh ảnh vô phòng á Thì một hồi sao chị tỉnh Thì ảnh mới hỏi làm sao vậy em Sao tự nhiên đó là em à, đi đâu mà em hả là xỉu ngoài vậy đó ha Thì chị mới kể chị sợ lắm Chị nói anh ơi anh Trời em thấy hả là em sợ lắm anh ơi Thì ảnh hỏi là thấy cái gì thì chị này mới nói rằng là em á mới nãy em ngủ mắt tiểu cho nên em dậy em đi tiểu tính rủ anh kêu anh rồi nhưng mà do thấy anh ngủ sai quá nên không có nở kêu em đi mình thì khi mà em đi xong em đi ra là em thấy có một cái đầu anh ơi trời ơi cái đầu đó hả có chùm gan hả ruột rồi, rồi phèo phổi lòng thòng lòng thòng mà bay từ trong nhà của mình nè à, mà bay ra ngoài cửa sau đó thấy ghê lắm thấy ghê lắm anh ơi thì khi mà thấy vợ mình sợ hãi quá anh này á là ban đầu ảnh giống như giấu á, các bạn ảnh không muốn nói nhưng mà thấy cái thái độ nó lạ quá cho nên nó là cái chị này cứ gặn hỏi có gì vậy anh nói cho em nghe đi thì anh này cuối cùng đã thú nhận rằng á là cái đầu mà chị nhìn thấy đó là chị của ảnh chị ruột của ảnh là chị chồng của chị này trời ơi khi mà nghe chị chồng của mình chị này xỉu cái đụng cái nữa xỉu cái đụng cái nữa một hồi sao mới tỉnh nữa thì lúc mà chị tỉnh chị sợ lắm khóc mới hỏi ảnh sao vậy thì ảnh mới nói rằng là do chị của ảnh luyện bùa ngải đó các bạn rồi á là thành ma lai mà em yên tâm đi chị của anh không có làm gì em đâu không có làm chị không có hại ai hết trơn á là tối chỉ chỉ đi ăn đồ dơ rồi đi ăn phân rồi vậy đó là không có gì hết trơn không có hại ai hết trơn á em yên tâm đi hả đừng có sợ đừng có sợ miễn sao á là em đừng có ra ngoài lúc là qua 12 giờ đêm là được rồi chợ chị nói rằng là chỗ chị sợ lắm sợ lắm nhưng mà bây giờ lỡ rồi biết làm sao à, ban ngày á thì cái người chị chồng đó bình thường không có gì hết nhưng mà ban đêm là rút cái đầu ra để mà đi kiếm ăn như vậy thì riết rồi á là chị cũng quen cũng không hại gì cho nên riết rồi chị cũng quen thì chị đã kể là cái chuyện tới cho gia đình ở bên việt nam nghe thì thiệt tình với các bạn là khi mà thi đọc cái câu chuyện này thi cũng không biết làm sao luôn mà bạn gửi là thi kể cho mọi người nghe tại vì thi nghĩ rằng là phải kinh dị phải thấy ghê dữ lắm mà sao đằng này là tại sao lại sống chung được tại sao lại lo sống chung được và kể cả cái chuyện mà trước cái câu chuyện malai bên campuchia đó các bạn thì trước đó là cũng ở việt nam mình ở trà vinh ở cầu ngang mà thời đại bây giờ mà vẫn còn malai mà như vậy sao trời thiệt tình là thi không có thể tưởng tượng ra được là nếu mà mình sống chung hoặc là mình biết người ta là ma lai thì cái cảm giác nếu mà là thi đi mình biết cái người đó là ma lai thì không biết là cái cảm giác của thi như thế nào thi không có tưởng tượng được rằng á là có thể sống chung được với một người bình thường như vậy thì riêng các bạn thì cái cái ý kiến cái quan điểm của các bạn sao thì các bạn có thể là bình luận ở dưới hả là phần bình luận cho thi biết ha chứ riêng thi là thi uh, thi không biết làm sao thiệt tình luôn á thi không có nghĩ được rằng là tại sao ma lai mà lại sống chung được với lại người như vậy rồi tối cái xuất cái đầu ra rồi hả nói là do luyện bùa ngải gì đó thì thiệt tình là mình mình không có nghĩ tới cái điều đó mà nó có thể xảy ra mà không biết làm sao các bạn tại vì kiến thức của thi thì cũng còn hạn hẹp dữ lắm thi cũng không có biết nhiều đâu cho nên đó là cái quan điểm của các bạn sao thì các bạn bình luận cho thi biết đi nha thì à, tập hôm nay thi đã kể xong rồi các bạn à, tập 959 đã kể xong hẹn gặp lại các bạn ở tập 960 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào